Điểm nhấn trong hiệu quả làm việc của giới trẻ hiện nay đó chính là sự sáng tạo. Tuy nhiên, cũng có những góc nhìn khắt khe và có phần định kiến dành cho thế hệ trẻ như việc thay đổi công việc thường xuyên, chịu áp lực kém, thể hiện cái tôi quá lớn. Trong thời đại ngày nay, văn hóa làm việc của giới trẻ thường được mô tả như một trang sách mới nhiều màu sắc, nơi không bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc của lối mòn làm việc cũ. Hiện nay, có những doanh nghiệp mà nhà sáng lập cũng như các thành viên đều là những bạn trẻ Gen Z, 9X với tư duy sáng tạo không giới hạn, nhưng luôn gắn liền với tác phong làm việc kỷ luật và nghiêm túc. Trên địa bàn Thanh Hóa, SA Edu, một doanh nghiệp giáo dục đã và đang từng bước phát triển vững chắc dưới trí tuệ của những người trẻ năng động và bản lĩnh. Qua hơn 6 năm phát triển với quy mô 6 chi nhánh, 100 cán bộ nhân viên và hơn 1.000 học viên khách hàng thân thiết, SA Edu là hệ sinh thái giáo dục gồm trung tâm tiếng Anh, trường mầm non, hiệu sách và đồ chơi giáo dục uy tín hàng đầu tại Thanh Hóa. Hãy xem những người trẻ ở đây họ làm việc như thế nào. SA Edu có mặt ở Thanh Hóa từ năm 2018. Nhà sáng lập của SA Edu khi đó mới chỉ 22 tuổi, bạn Nguyễn Thúy Linh. Xuất phát điểm từ một sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, đã trải qua nhiều công việc khác nhau từ biên phiên dịch, giáo viên cho đến nhà sáng tạo và phát triển chương trình, đã chọn cho mình hướng đi là phát triển giáo dục tiếng Anh khi còn rất trẻ tuổi, tạo ra môi trường tiếng Anh nguyên bản, nơi các em học sinh nói tiếng Anh tự nhiên như ngôn ngữ thứ hai và sử dụng tiếng Anh để học tập kiến thức đa dạng. SA là nơi mà sự sáng tạo và màu sắc cá nhân của bạn trẻ luôn được khuyến khích và tôn trọng. Điều này thể hiện ở: mình rất thích không gian làm việc ở SA vì mọi thiết kế đều hướng tới cảm xúc của người dùng. Ánh sáng trung tính ấm áp, phối hợp nội thất chỉ dùng các đường cong bó góc kết nối. Đây là một trong những yếu tố kích thích tư duy sáng tạo mà mình được biết về kiến trúc và nội thất. Cho nên ngày đầu tiên khi bước vào SA, mình đã thực sự rất ấn tượng về điều này. Phong cách làm việc nghiêm túc của lãnh đạo Gen Z được thể hiện ở quy trình làm việc và sắp xếp. 5SRCC là những từ được thấm nhuần trong tư tưởng và phong cách làm việc tại SA. Mình nghĩ bản thân mình là một người làm sáng tạo, đồng thời cũng là một người làm kinh doanh. Cho nên mình luôn đề cao tư duy phản biện và những sáng tạo của nhân viên trong tổ chức. Kỷ luật là điều kiện cần để mọi công việc được thực hiện một cách trôi chảy. Mình đề ra nguyên tắc 5SRCC để mọi người trong doanh nghiệp cùng thực hiện, đảm bảo việc sắp xếp và tổ chức được ngăn nắp chỉn chu và công việc được thực hiện trôi chảy, tinh giản và tối ưu. Với mình, doanh nghiệp nhiều niềm tin, ít quy trình, thông suốt thông tin sẽ là một doanh nghiệp hiệu quả và hạnh phúc. Phòng đào tạo của chúng tớ là tác giả của những ý tưởng homebox hàng tháng, bao gồm có sách truyện tiếng Anh, giáo cụ hoặc những sản phẩm handmade do tự tay các giáo viên chúng tớ lên ý tưởng và thiết kế, nhằm mục đích là mong muốn mang đến những trải nghiệm thú vị cho học sinh không chỉ ở trên lớp mà còn là ở nhà. Tất cả các giáo viên là những người phát triển 80% nội dung giảng dạy trong khung chương trình mở, chỉ có 20% là giới hạn. Với triết lý giáo dục, less is more, nghĩa là ít hơn để tốt hơn. Các giáo viên chúng tôi được tự do sáng tạo nội dung giảng dạy của mình, linh hoạt điều chỉnh sao cho phù hợp với từng cá nhân học sinh, được hạnh phúc với những giờ lên lớp và được ghi nhận sự nỗ lực. Đó chính là lý do vì sao tôi và các cộng sự của mình đã gắn bó với SA trong suốt những năm qua. Chúng mình cùng nhau làm việc và cùng nhau xây dựng kênh TikTok, YouTube, podcast với nội dung là trải nghiệm những tình huống thực tế trong môi trường công sở qua lăng kính hài hước dí dỏm. Trong khoảng thời gian làm kênh, mình thấy các bạn thân thiết, gần gũi và kết nối với nhau nhiều hơn. Đó cũng chính là những phút giây thư giãn và xả stress sau giờ làm việc căng thẳng. Nói về khó khăn thì mình nghĩ bất kỳ doanh nghiệp nào cái thời kỳ startup cũng sẽ gặp phải rất là nhiều khó khăn. Và SA chúng mình cũng vậy. Khi mà SA thành lập là năm 2018 và vào năm 2019, 20, 21 thì trong suốt 3 năm đó dịch Covid-19 ảnh hưởng lên nền kinh tế chung.
doanh nghiệp của mình lúc đó còn rất nhỏ, khó khăn không chỉ ở tìm kiếm khách hàng mà còn cả ở tuyển dụng và đào tạo, cũng như là nguồn vốn lúc đấy cũng rất mỏng. Và trong thời gian dịch thì chúng mình đã quyết định phát triển thêm sản phẩm online cũng như là mô hình đào tạo về doanh nghiệp. Chúng mình cũng may mắn khi đã ký hợp đồng với một số doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước về cung ứng khóa học tiếng Anh cho cán bộ nhân viên. Và điều đó đã giúp cho chúng mình vượt qua được cái thời kỳ đó. Thực sự thì khi mà chúng ta ở trong khó khăn thì chúng ta mới biết là chúng ta cần phải làm gì. Bởi vì một doanh nghiệp ấy không phải là chỉ mình, bản thân mình mà còn là các bạn cộng sự và các cán bộ nhân viên của doanh nghiệp nữa. SA Edu là một hệ sinh thái giáo dục đa dạng, bao gồm trung tâm tiếng Anh, trường mầm non, hiệu sách và cửa hàng đồ chơi giáo dục. Từng bước phát triển như một nhóm đào tạo với chỉ 10 thành viên, SA Edu đã trở thành một doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên và hàng nghìn học sinh tham gia các lớp học chất lượng. Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những người trẻ chưa bao giờ có giới hạn trong làm việc. Sau khi ra trường thì mình bắt đầu vào xây dựng trung tâm, và thời điểm đó thì mình cũng đã gặp được những người cộng sự, và trong đó có một người vừa là cộng sự vừa là một người thầy đã đồng hành với mình trong cái thời gian mà mình bắt đầu. Và bản thân mình cũng đã học được rất nhiều từ đội ngũ. Khi mà các bạn đến với SA, các bạn mang năng lượng trẻ, sức trẻ và những cái niềm tin nhiệt huyết của mình đến với SA. Các bạn, mỗi bạn là một màu sắc vô cùng tươi mới. Và mình luôn tâm niệm rằng các bạn cũng chính là tài sản quý giá nhất của công ty. Ở SA hiện mình đang làm quản lý kinh doanh và đội ngũ chăm sóc khách hàng. Mình 30 tuổi và mình được xem là một trong số những người lớn tuổi nhất tại công ty. Chính vì khoảng cách tuổi tác giữa mình và các bạn không quá xa nên mình dễ dàng thấu hiểu được tâm lý của các bạn. Việc lắng nghe, đọc ý kiến đóng góp của các bạn cũng như khích lệ tinh thần làm việc và động viên các bạn là một trong những việc rất quan trọng, và đó cũng chính là động lực để các bạn làm việc tốt hơn mỗi ngày. Mình là giám đốc chi nhánh, đã làm việc tại SA được 6 năm. Trong quá trình làm việc, mình học được rằng việc liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng là vô cùng quan trọng để nắm bắt xu hướng và đáp ứng nhanh chóng những thách thức trong ngành giáo dục. Điều này là mình luôn mong muốn để các bạn nhân viên của mình tại SA nhận ra giá trị của bản thân mình. Ở SA Edu cung cấp các chương trình học phù hợp với mọi độ tuổi, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng chương trình giảng dạy Early Childhood Education cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi và SDG dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 15 tuổi. Học viên ở đây không chỉ được phát triển kỹ năng ngoại ngữ của mình mà còn phát triển về khả năng sáng tạo và kỹ năng mềm. Mỗi giờ học, giáo viên đều truyền cảm hứng đến cho học viên và ngược lại. Chính học viên lại là động lực để mỗi giáo viên có thêm sự hứng khởi cho công việc mình đang làm. Điểm đặc biệt lớn của SA Edu chính là điểm xuất phát từ cái nôi của đào tạo. Mọi quyết định và hành động từ lãnh đạo đến nhân viên đều từ sự tâm huyết với giáo dục, với mục tiêu phát triển bền vững và không ngừng kích thích khả năng tư duy sáng tạo. Nhờ vào triết lý và nguyên tắc làm việc này, SA Edu đã ghi điểm là một hệ sinh thái giáo dục uy tín hàng đầu tại thành phố Thanh Hóa trong nhiều năm qua. Do gia đình mình đã từng sinh sống ở nước ngoài lâu năm nên mình muốn tìm kiếm một môi trường đào tạo tiếng Anh cho hai bé để có thể nói chuyện như người bản địa. Khi hai con theo học tại trung tâm Anh ngữ SA, mình cảm nhận được hai con đã có thể giao tiếp, nói chuyện với nhau một cách tự nhiên giống như người bản địa, mà ngay như ở nhà hay như ở trên lớp học cùng các bạn, các con đều giao tiếp rất tự nhiên. Đặc biệt các thầy cô tại trung tâm Anh ngữ SA tuy rằng còn rất trẻ nhưng mà rất nhiệt huyết và tâm lý với các con. Phần thưởng xứng đáng nhất và ý nghĩa nhất của đội ngũ SA Edu khi lao động nghiêm túc và làm việc chăm chỉ đó chính là sự tiến bộ của học viên, sự ghi nhận của phụ huynh, khách hàng. Đó là phần thưởng không dành riêng cho bất kỳ một cá nhân nào mà là sự tổng hòa của rất nhiều cá nhân. Gây dựng thương hiệu bằng đội ngũ nhân viên chất lượng và tạo dựng văn hóa làm việc trong chính công ty của mình. Điều này không chỉ tạo ra động lực mạnh mẽ mà còn góp phần vào sự thành công bền vững của doanh nghiệp. SA Edu làm được, các bạn cũng làm được.